tình trẻ tiết lộ gay choáng về con riêng của Thu Thủy và phản ứng bất ngờ của cậu bé. Sau nhiều biến cố trong chuyện tình cảm, nữ ca sĩ Thu Thủy mới đây đã khiến nhiều người bất ngờ khi chính thức công khai bạn trai kém tuổi, Kim Nguyễn. Xuất hiện trong buổi họp báo ra mắt sản phẩm âm nhạc mới nhất của bạn gái, tình mới của nữ ca sĩ không ngại dành cho cô những lời động viên ngọt ngào, khẳng định con trai của Thu Thủy cũng là con của anh. Mới đây, Kim Nguyễn lại nhận được nhiều sự chú ý khi kể về mối quan hệ giữa mình và Henry, con riêng của nữ ca sĩ với người chồng cũ. Gọi Henry bằng con, xưng ba, Kim Nguyễn viết: "Bé Henry siêu quậy của ba, đứa cái không sợ bất kỳ ai trên đời ngoài ba. Lúc nào cũng muốn mạnh mẽ cao lớn giống ba để có thể bảo vệ mẹ. Nhiều lúc hư bị ba la, ba phạt khóc lên. Rồi xong ba hỏi, ba la con phạt con, vậy con có còn thương ba không?" Bên dưới lời chia sẻ của Kim Nguyễn, nhiều bạn bè, fan hâm mộ gửi những lời chúc, khen ngợi mối quan hệ cha con đáng ngưỡng mộ giữa anh và con riêng của người yêu. Thu Thủy cũng ngọt ngào bình luận, hai cha con đáng yêu quá. Trước đó trong buổi họp báo, bé Henry cũng không ngừng gọi tình mới của mẹ là bố. Thu Thủy cũng chia sẻ cô vô cùng biết ơn vì bạn trai đã hiểu và thương hai mẹ con cô, luôn ở bên và động viên cô trong những tháng ngày khó khăn nhất.